phật dạy này thiện hiện vì chân như chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn Tại sao? Vì chân như chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì chân như rốt giáo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, rốt giáo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì Thánh đế khổ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch thế tôn, tại sao vì Thánh đế khổ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, vì Thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thánh đế khổ rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì thánh đế tập diệt đạo rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bốn tịnh lự chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn tịnh lự chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì bốn tịnh lự rốt giáo không nên chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc rốt giáo không nên chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện vì tám giải thoát, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tám giải thoát, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tám giải thoát rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bốn niệm trụ chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Bạch Thế Tôn, tại sao vì bốn niệm trụ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, vì bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó bát nhã ba ba la mật đa thanh tịnh